Đây là Abby, chào các bạn, mình là Huy. Giống như trong các video clip tuần trước thì lần này mình sẽ lên một cái video clip để mình đánh giá về những cái bài tập vai. Thế thì cái chủ đề hôm nay mình nói là ý của mình ở đây sẽ là những cái bài vai liên quan đến cái xu hướng đẩy. Nghĩa là nó sẽ liên quan nhiều đến vai giữa và phần vai trước. Tại vì phần vai sau nó là một cái thuộc cái trường phái nó riêng biệt ấy. Tại vì nó là mặt sau cơ thể mọi người nên nó sẽ liên quan đến bài kéo ấy. Xong rồi phân loại dựa trên kiểu cả đẩy kéo lẫn lộn như vậy thì nó khá là khó. Cho nên là cái bảng xếp hạng lần này mình sẽ phân tích phần vai trước và phần vai giữa. Nói chung là những cái bài đẩy, những cái bài vai các thứ đấy, là những cái bài mà chúng ta hay biết ấy. Rồi, thế thì với vai này chúng ta sẽ phân ra hai kiểu cơ bản, nó giống ngực thôi. Đúng không ạ? Ngực thì chúng ta có đẩy và có fly. Thế thì vai chúng ta sẽ có đẩy, đẩy dọc, đẩy theo phương dọc và thực hiện những cái bài raise. Thì mình sẽ phân loại những cái bài đấy dựa trên hai chuyển động đấy, dựa trên dụng cụ. Tiêu chí đánh giá thì vẫn như cũ, tiêu chí đánh giá dựa trên khả năng tăng tiến, cảm nhận vào cơ, quan điểm cá nhân trong khâu tập luyện, trong khâu setup và khâu dọn tạ các thứ. Tất cả những cái đấy thì mình sẽ lồng ghép vào, là mình sẽ cho một cái bảng đánh giá của riêng mình. Và từ cái bảng xếp hạng của mình thì bạn hãy tập thử và bạn cho ra một cái bảng xếp hạng của bạn. Tại vì cái này nó sẽ hơi mang tính cá nhân, nghĩa là mình đã làm nhiều clip về phân loại bài tập nhưng mà riêng clip về vai này mình nghĩ nó sẽ mang nặng về cả tính cá nhân nhiều hơn. Thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi từ những bài phổ biến nhất, là chúng ta sẽ đi vào những cái bài đẩy với barbell. Thì bạn thấy rằng là với cái barbell và cái thạch đòn ấy, chúng ta sẽ có rất là nhiều kiểu đẩy. Thế thì bài đầu tiên chúng ta nói sẽ là bài military press, là cái bài đứng đẩy vai ấy. Cái bài đứng đẩy vai là một cái bài mà nói chung là nó là một cái bài thuộc dạng hàng to, hàng chân phái của những cái biến thể đẩy dọc và mọi người thường đánh giá nó rất là cao. Thì giống ngày xưa mình đi tập phòng phủ thì mình thường nghĩ ra những bài nào có độ khó càng cao thì hiệu quả lên cơ bắp càng lớn. Nhưng mà suy nghĩ đấy thì mình hơi sửa lại một chút xíu. Thế thì cái bài standing overhead press là một cái bài mà nó hoàn toàn có đủ khả năng để đứng hạng S khi mà cái trải nghiệm tập của nó khá là bình thường, nghĩa là không bị khó chịu quá, cảm nhận cơ tốt và cái thứ cuối cùng là tăng tiến nó rất là tốt, cũng như là nó phục vụ cho nhiều nhóm cơ. Tuy nhiên đấy chính là cái nhược điểm của nó. Những cái bạn đi tập gym bây giờ thường thì chúng ta không có nhiều bạn đứng đẩy vai, thường thì chúng ta hay ngồi. Chính vì thế cho nên là khi mà chúng ta đứng đẩy vai, những cái phần cơ không liên quan đến vai của bạn, nó là cái mắt xích yếu nhất trong cái bài đẩy vai và nó sẽ ảnh hưởng đến bài tập của bạn. Thì đấy chính là cái điểm trừ của bài này. Và với bản thân mình là một người không tập cái bài đứng đẩy vai nhiều, cho nên là bây giờ khi mà mình chuyển từ ngồi sang đứng thì chắc chắn là mình sẽ bị giảm tạ. Và cái việc giảm tạ như vậy thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái vai của mình. Và đây là một cái điểm trừ của nó. Còn nếu mà mình một người đứng thường xuyên thì có khi là bài đứng đẩy vai của mình thành tích còn tốt hơn bài ngồi đẩy vai. Cho nên là với bạn nào mà chưa biết lựa chọn bài nào, bạn đang chưa tập bài nào cả, thì bạn có thể thử một trong hai bài và lúc đấy thì đứng nó sẽ được hạng cao. Và ví dụ như kiểu là bạn là một người đứng nhiều hay là bạn là người vẫn còn là trang giấy trắng thì lúc đấy mình nghĩ rằng là cái bài đứng đẩy vai nó sẽ đứng được hạng S. Còn với mình, một người ngồi nhiều và bây giờ khi mà chuyển sang đứng thì mình sẽ mất tạ và mình phải mất thời gian để mình xây lại thì mình sẽ xếp nó hạng A. Thế đây là dựa trên quan điểm cá nhân của mình và dựa trên trình độ tập, cái này các bạn cân nhắc nhé. Rồi, tiếp theo thì một phiên bản dễ hơn, phiên bản mà mình yêu thích nhất, đấy là phiên bản đẩy barbell khi mà chúng ta ngồi. Khi mà bạn ngồi thì gần như là bạn đã chấp được nửa người dưới rồi, đúng không ạ? Chắc bụng, chắc chân các thứ không phải liên quan đến nó. Và tất cả cái tài nguyên của bạn, tài nguyên về mặt cơ bắp, về mặt thần kinh, về mặt não bộ, bạn sẽ dồn hết vào phần vai. Và mức tạ chúng ta đẩy nó sẽ rất là ấn tượng. Và bài này thì ok, nó hội tụ đủ tất cả những cái mình cần. Cảm nhận tốt, nó là bài free weight thì đương nhiên là cái phần vai giữa của bạn nó sẽ được giữ thêm cái chức năng là giữ ổn định, đúng không ạ? Phần vai rất quan trọng trong việc giữ ổn định tạ, thì nó vừa được đẩy, nó vừa được giữ ổn định. Nó là bài đa khớp tăng tiến tạ tốt, cho nên bài này không có lý do gì khiến nó tuột khỏi hạng S cả. Bài này sẽ là bài đứng hạng S dựa trên quan điểm cá nhân của mình và mình nghĩ rằng là nó sẽ là bài hạng S của rất là nhiều người. Tiếp theo vẫn là ngồi đi, chúng ta sẽ có một cái bài mà nó hay phổ biến ngày xưa ở phòng phủ. Đây là cái bài behind the neck. Behind the neck là cái bài đẩy vai sau đầu ấy. Ngày xưa thậm chí tập phòng phủ chúng ta còn bảo là đẩy sau đầu vào vai sau, mà thực ra thì nhóm cơ nó vẫn thế nhá. Nó vẫn là chuyển động đẩy thôi, chỉ là bạn đưa cái tay đằng sau đầu như này. Thì cái việc mà chúng ta đẩy sau đầu này ấy, thì bạn sẽ yêu cầu cái khả năng xoay ngoài rất là lớn, được chưa? Và kể cả cái khả năng xoay ngoài của bạn có đủ tốt thì thực ra thì đẩy được trong trạng thái sau đầu ấy nó cũng tương đối là khó chịu. Và mình cũng không lâu mình chưa tập bài này nên mình không rõ được là cái hệ số nó là bao nhiêu, nghĩa là hệ số chuyển từ việc là đẩy từ phía trước ra phía sau này thì mình mất bao nhiêu phần trăm tạ. Nhưng mà cái việc mất tạ đấy thì hoàn toàn nó không đáng, nghĩa là thường là chúng ta sẽ đánh đổi tạ để chúng ta lấy về sự ổn định, sự thăng bằng hay là một cái gì gì đấy. Nhưng mà cái này nó chỉ đơn giản là đổi từ trước ra sau này. Cái việc mà bạn mất khoảng vài phần trăm tạ ấy, nó chả giúp bạn được thêm cái gì cả. Và cái trải nghiệm tập nó cũng không tốt. Và cái thứ hai là nếu mà khen cái bài này thì khả năng cao là mấy ông cháu đi tập theo thì cũng dễ chấn thương cao hơn. Cho nên là bài behind the neck này thì mình sẽ xếp nó ở hạng C. Nghĩa là nó vẫn là một bài tập tốt. Nếu mà bạn tập được, vẫn tập được mức tạ lớn, vẫn mất ổn định ở vai để vai phải giữ ổn định, vai vẫn được làm hai việc,
khả năng tăng tiến thì nó cũng là những cái bài đa khớp khác thôi, thì nó cũng tốt, chẳng qua là cái trải nghiệm tập và những cái lùm xùm xung quanh nó thì mình không thích nó lắm, cho nên là mình sẽ cho nó C. Và một cái bài nữa cũng rất là nổi tiếng, đấy là bài Foot Press. Foot Press là một cái bài mà nó sẽ có hai chuyển động, chuyển động push là chuyển động bạn đạp xuống sàn và chuyển động press là chuyển động bạn đẩy lên vai. Foot Press hay hiểu đơn giản là cái bài bạn cứ nhún đẩy vai, nó là phiên bản đứng đẩy vai nhưng mà chúng ta có nhún. Thế thì cái việc có nhún như vậy nó sẽ khiến các bạn làm được mức tạ nó lớn hơn nếu mà bạn quen. Foot Press này thì nguyên nhân thì tất cả những cái xung quanh nó thì mình nghĩ là mình sẽ để nó cùng với bài Military Press, là mình sẽ để nó hạng A. Tại vì mình đã từng thử tập thử Foot Press này rồi. Foot Press là một bài mà nó hơi mang tính kiểu hybrid, là kết hợp hai chuyển động lại với nhau, nghĩa là nó na ná kiểu CrossFit ấy. Và nếu mà mình tập bài Foot Press khi mà mình tập đến ngưỡng thất bại thì mình thất bại không phải là vì cái vai mình mỏi, bởi vì cái tim của mình nó đập nhanh quá, tại vì mình không quen với kiểu tập đấy, thì nó không phải là thất bại vì vai, cho nên đấy cũng là một cái điểm trừ, đúng không ạ? Tuy nhiên thì vẫn như là bài Military Press thôi, cái bài đứng đẩy vai thôi, là nếu bạn tập bài đấy nhiều, khả năng tăng tiến của bạn tốt và mức tạ bạn làm rất tốt, tại vì bạn được dùng chân đạp mà, bạn sẽ vay được lực từ chân và bạn sẽ được tập mức tạ nó thực sự nặng. Và nếu mà bạn thất bại do vai vì bạn tập nó nhiều và bạn cảm nhận các thứ toàn bộ cơ thể tốt thì bài này hoàn toàn nó phải đứng ở hạng S. Còn riêng với cá nhân mình thì mình chỉ toàn ngồi đẩy vai, cho nên là nó sẽ chỉ xếp ở hạng A với cá nhân mình thôi. Thế nên cái này nó mang nặng tính cá nhân các bạn nhé. Tiếp theo vẫn là với free weight, nhưng mà lần này chúng ta sẽ chuyển sang dumbbell. Thì so với barbell thì dumbbell nó sẽ linh hoạt hơn, tay của bạn nó tác chiến độc lập và hai tay kiểu xoay xiếp nó thoải mái hơn. Còn barbell thì khi mà cầm vào phát là nó khóa tay bạn rồi, bạn không vặn vẹo được gì cả. Với dumbbell thì bạn hoàn toàn có thể điều đấy. Cái là dumbbell nó sẽ mang cái tính linh động hơn, và đương nhiên là khi mà kiểm soát dumbbell thì cái phần vai của bạn nó sẽ phải làm việc trong việc giữ ổn định, nghĩa là cái đầu lưng của việc giữ ổn định phần vai nó sẽ cao hơn. Thì dumbbell là một cái lựa chọn rất là tốt để tập vai. Thì dumbbell thì mình sẽ có ba cái bài chính. Bài đầu tiên là cái bài standing dumbbell overpress, là bài đứng để vai với dumbbell đấy. Thì bài này thì nó cũng như bài military thôi. Cái điểm trừ của nó đương nhiên so giữa dumbbell với barbell thì điểm trừ lớn nhất của nó là mức tạ nó không được lớn và khả năng tăng tiến sẽ không bằng, thì nó sẽ đứng hạng A. Bài sit-up cũng vậy. Bài sit-up là một bài ngồi để vai. Thì lúc nãy mình khen cái bài barbell ngồi này là bài rất là tốt, đúng không ạ? Thì cái barbell ngồi đấy nó còn có một cái điểm cộng nữa. Đấy là tất cả những cái bài bạn đẩy barbell như kiểu để ngực hay để vai ấy, là tạ nó ở đấy sẵn rồi. Bạn nhấc nó ra và bạn đẩy, có nghĩa là bạn sẽ được kiểu như là bạn được vào thế nó dễ hơn khi mà chúng ta đã set up mọi thứ xong rồi. Còn dumbbell nó cũng có nhược điểm chết người là chúng ta phải nhấc nó lên. Thì đấy chính là cái điểm trừ của cái bài seated dumbbell press. Nếu mà bạn vẫn tập chưa đủ nặng thì nó hoàn toàn có thể đứng ở hạng S. Nhưng khi bạn đã tập đủ nặng rồi thì bạn sẽ thấy rằng là cái việc cho tạ lên nó rất là khó. Và cái thứ hai là khi ví dụ như bạn cầm quả kiểu bạn cầm quả hơn 40 cân đi, 40 cân dumbbell nó một cái kích thước của tạ nó khá là to ấy, thì bạn để cũng ngang đầu đây nó khá là kiểu bị chênh nghênh ấy. Thì và cái thứ hai là vì chúng ta hay tập để mai, chúng ta hay dừng ở khoảng 90 độ này, cho nên là chúng ta sẽ tương đối khỏe ở rome này. Nhưng mà nếu mà bắt đầu từ dưới đây này, cái đoạn bên dưới này, cái đoạn mà chúng ta rất ít khi tập, cho nên là rất là nhiều người gặp khó khăn trong cái rep đầu tiên, kiểu đẩy lên này, sau đó thì họ sẽ nhấp nhấp như bình thường. Thế thì có nhiều trường hợp mức tạ nặng quá, nghĩa là mức tạ đấy bạn vẫn đẩy được nhưng mà bạn không lên được, đúng không ạ? Và phải gọi người hỗ trợ. Thì tất cả những cái đấy thì mình đấy là nó là một cái nhược điểm chết người của bài này khi mà bạn tập đủ nặng. Và đương nhiên một cái nhược điểm nữa là nó sẽ không thể tăng tiến tốt bằng bài barbell được, thì nó cũng sẽ là một cái điểm trừ. Cho nên là bài seated này mặc dù là bài mình rất là thích nhưng mà mình buộc lòng mình phải đẩy nó xuống hạng A, nó không thể lên hạng S được, tại vì những cái lý do mà mình vừa chia sẻ. Và cái bài dumbbell cuối cùng mà mình muốn nói đó là bài Arnold Press. Arnold Press là cái bài mà nó xuống chúng ta ép này, nghĩa là nó vẫn là chuyển động đẩy vai bình thường thôi, nhưng mà chúng ta sẽ cho thêm một cái chuyển động đưa tay vào trong này. Thế thì bạn hiểu là cái chuyển động đưa tay vào trong như vậy thì nó sẽ đòi cái vai mà giữ ổn định hơn. Khi bạn cho vào trong như này thì nó sẽ kéo dài cái vai ra và nó sẽ phải giữ ổn định thêm, nghĩa là nó là áp thêm công việc vào, nó sẽ đòi hỏi cái tính ổn định nhiều hơn. Cái thời gian bạn phải tập một rep nó sẽ tăng lên và cái vai nói chung là nó sẽ đi thiên về cái áp lực chuyển hóa. Và nếu mà bạn đi thiên về áp lực chuyển hóa thì bạn sẽ mất tạ. Thì xét về mặt tập luyện nhé, thì cái này mình nói thật dưới góc độ tập luyện là tập bài đấy mặc dù rất cảm thấy vai, tuy nhiên thì nó không phải là một cái lựa chọn lâu dài cho lắm. Tại vì chúng ta đánh đổi tạ để chúng ta lấy cảm giác mỏi, và các bạn tập những cái bài tập nào thiên về cảm giác mỏi thì bạn tập nhẹ hay bạn tập nặng ấy, cảm giác nó vẫn kiểu nó thốn với nhau ấy. Và cái thứ hai là nó rất là khó tăng tiến, cho nên là chính vì những cái yếu tố đấy cho nên là mình sẽ xếp cái bài Arnold Press nó vào hạng B, mặc dù là nó cảm nhận vai rất là tốt, nghĩa là nó sẽ là một cái bài mà mình sẽ thay đổi qua từng phase. Những cái phase tập luyện của bạn ngoài những cái bài chúng ta khóa cứng thì nó sẽ có những cái bài ở hạng sau mà chúng ta thay đổi. Thì bài Arnold Press là một cái bài mà cứ vài phase mình sẽ gặp nó một lần, nhưng nó không phải là một cái mà nó sẽ đi cùng mình dài hạn được. Thì đấy là quan điểm của mình về những cái bài dumbbell. Một dạng bài đẩy tiếp theo cũng khá là phổ biến, đấy là chúng ta không đẩy với free weight mà chúng ta sẽ đẩy với máy. Máy thì như mình đã phân tích rất là nhiều lần, có hai dạng máy là máy leverage, là máy dạng đòn bẩy.
và cái máy thứ hai là máy dạng selectorize, là cái máy dạng đút chốt. Thì nói chung là hai cái máy nó đều có một cái vấn đề chung, đấy là cái đường đi của tạ nó đã khóa cứng cho bạn. Thì mình đã nói rồi, cái vị trí của vai nó rất đặc biệt, cái vị trí của vai nó ở cái cửa ngõ chi trên của bạn, nên nó sẽ rất quan trọng trong việc giữ ổn định cái xương cánh tay của bạn. Vậy thì cái vấn đề ở đây là khi mà bạn tập một cái bài đẩy vai free weight thì cái cơ vai của bạn nó vừa thực hiện chuyển động và nó vừa giữ ổn định, nghĩa là nó làm một lúc hai việc. Nó giống như kiểu là cơ mông trong những cái bài một chân ấy. Thì ví dụ như khi mà chúng ta đẩy, các bạn sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta đẩy, phần lớn cái nhiệm vụ chính của việc đẩy sẽ là phần cơ vai trước, cơ vai giữa nó sẽ ăn một cái lương nó không quá nhiều trong việc thực hiện cái chuyển động đẩy. Tuy nhiên trong những cái bài đẩy free weight thì cơ vai giữa nó tập chính bằng cái việc nó giữ ổn định, và khi bạn càng tăng tạ lên thì cái tay bạn giữ ổn định cái tay nó sẽ càng khó, và vai giữa nó sẽ được hưởng từ cái phần đó. Thì khi mà chúng ta tập với máy thì máy nó cố định cái đường đi cho bạn rồi, mà tự nhiên như kiểu là chúng ta đã cắt đi cái phần lương và cái phần cơ vai đó giữ ổn định, thì đấy là một cái nhược điểm của nó. Còn bỏ qua cái vấn đề đấy thì nó vẫn là bài tập rất là tốt, chuyển động mượt, trải nghiệm tập sướng, set up dễ, tăng tiến tốt, đúng không ạ? Tuy nhiên thì mình sẽ chỉ xếp những cái bài máy như vậy ở hạng A, tại vì nó thiếu đi cái phần quan trọng của vai mà mình cần, đấy là gì ạ? Đấy là cái việc mà nó giữ ổn định. Nó giống như kiểu bạn so sánh giữa bài lăng và bài single leg press ấy, được chưa? Đặt đùi một chân ấy, được chưa? Nó cùng là bài một chân, nhưng một chân với máy, một bài một chân với free weight, thì cái mông của bạn nó sẽ phải giữ ổn định khác. Thì trong trường hợp cơ vai thì nó cũng như vậy. Thì đấy là cái mà mình, đấy là cái quan điểm cá nhân của mình. Nhưng mà rất nhiều người thích tập bài đẩy vai, nhưng mà thực sự thì khi mà mình nói về mình tập vai, mục tiêu chính của mình là mình thích tập phần vai giữa, nó to. Đấy, thì tự nhiên cái bài đấy nó cắt đi cái đoạn quan trọng của phần vai giữa thì mình sẽ không thích cho lắm. Tiếp theo, vẫn với các bài đẩy, chúng ta sẽ có một cái loại đẩy nữa, đấy là đẩy theo kiểu body weight, đẩy kiểu dạng calisthenic ấy. Thì mình không tập về calisthenic, mình không biết nhiều bài vai, nhưng mà có hai cái bài khá là nổi tiếng, đấy là bài handstand push-up và bài pie push-up. Hai bài này thì đều tác động vào phần vai. Thì bạn thấy rằng là ok, chúng ta sẽ nói trước về bài handstand push-up. Handstand push-up là một cái bài mà vẫn đẩy cả phương dọc, nghĩa là chúng ta đẩy vai trong trạng thái trồng cây chuối. Thì thực ra là bài này là bài mà nó thế nào nhỉ? Nghĩa là chúng ta, như mình đã nói lúc nãy, là cơ vai và cơ mông của bạn nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ ổn định chi của bạn. Thì khi mà bạn đứng ấy, cái mông của bạn nó luôn phải giữ ổn định cơ thể của bạn. Thế thì khi bây giờ chúng ta đổi khi đứng bằng hai chân thành đứng bằng hai tay, thế thì cái vai nó sẽ làm thay việc cái mông, và cái việc mà chúng ta chỉ cần handstand nó thôi, không cần chống gì cả, nó đã khiến cho cái phần vai của bạn nó cảm giác nó rất là vào rồi. Đặc biệt là với những người không tập calisthenics như mình tập gym thì kiểu mình phát triển đồng đều cả mông cả đùi các thứ, nói chung là body weight của mình nó sẽ tăng khá là đều. Và khi bây giờ một người như mình đang nghe năng bành trồng cây chuối phát thì cảm thấy vai nó rất là thấm, được chưa? Còn nếu mà đẩy nữa thì thậm chí nó còn rất là tốt. Nên là xét về mặt chuyển động thì cái bài handstand push-up là một bài mà chuyển động nó, mình nghĩ là nó khá là ổn để xây dựng vai. Tuy nhiên thì cái nhược điểm chết người của calisthenics thì nó vẫn luôn là về kháng lực. Kháng lực là cái body weight của bạn, là cái mà bạn không điều chỉnh được. Có nghĩa là nó sẽ rất là khó để bắt đầu với một số người tương đối nặng hoặc một số người mới. Nó lại có thể hơi dễ quá với những người mà bị nhẹ, nghĩa là nó sẽ khó tăng tiến ấy. Nói chung là về body weight thì chúng ta không thể điều chỉnh độ khó của nó. Và chính vì cái sự gọi là khó điều chỉnh như vậy, đúng không ạ, cũng như là cái trải nghiệm mà cảm nhận tập nó không sướng một chút nào cả, kiểu bạn trồng cái chúa lên kiểu máu dồn lên não các thứ, kiểu nó sẽ bị khó chịu ấy, so với việc ngồi đẩy máy bình thường lắp tạ nặng thì cảm giác tập nó sẽ không bằng. Cho nên là với những cái đấy thì mình về mặt chuyển động thì mình đánh giá chuyển động và tác động vào vai mình đánh giá nó hạng A. Tuy nhiên cộng thêm những cái trải nghiệm tập và khó tăng tiến hay là khó để bắt đầu như vậy thì mình sẽ hạ nó xuống hạng B. Còn bài tiếp theo là bài pie push up. Pie push up thì nó cũng y hệt như handstand, nhưng mà nó ở phiên bản mà nó dễ hơn, và nó tập thì nó cũng khó chịu tương tự như vậy, cũng là phải lộn đầu. Và cái thứ hai là khó tăng tiến, đương nhiên là bạn sẽ tăng tiến bằng cách là nâng cái chân bạn lên, nghĩa là tăng cái độ khó biến thể. Còn cái việc mà thêm lốt vào thì thực sự nó không phù hợp cho lắm. Và bài push up này thì phiên bản nó kiểu là phiên bản light của bài handstand, cho nên là mình sẽ xếp nó bị tụt một hạng, là nó sẽ thuộc hạng C. Thì đây là những cái chia sẻ của mình về hai cái bài đấy. Và đương nhiên là khi mà bạn tập calisthenics thì bạn sẽ có bảo là thì mày không điều khiển được kháng lực thì mày sẽ thay đổi độ khó các thứ đấy. Thì cái thay đổi độ khó đấy ra nó cũng không phải chuyên ngành của mình, tại mình không tập calisthenics thì mình chỉ phân tích gọi là mình nhặt hai cái bài handstand và bài pie push up ra, mình phân tích như vậy thôi. Thì dưới góc độ của mình là một người tập phòng gym, mình bảo là kiểu tội gì mình có máy móc các thứ, tội gì mình phải tập hai bài đấy, thì mình xếp hai bài đấy lần lượt là hạng B và hạng C. Bây giờ mình sẽ nói đến những cái chuyển động mà liên quan đến kiểu bay vai à. Thì chúng ta sẽ có các kiểu bay vai bay với kháng lực là với dumbbell hoặc là với cable. Dạ, thì tất cả những cái bài này thì mình cảm thấy là nó sẽ rất là tốt cho tập vai. Nói chung là những cái bài mà các bạn lên mạng ấy, thì nó sẽ bị kiểu thần thánh hóa rất là kinh khủng ấy. Thì thực ra là đúng là nó rất là tốt thật. Nó tập nó cảm nhận rõ vào cơ bạn tập.
Tuy nhiên thì cái nhược điểm chết người của nó là chính vì nó cảm nhận rõ vì sao ạ? Vì nó là bài đơn khớp. Bài đơn khớp bạn cảm nhận nó rất là rõ. Và đơn khớp nhược điểm của nó sẽ là bạn không tăng tiến được. Như kiểu bài bay vai, kiểu bạn bao lâu bạn sẽ định tăng tạ, đúng không? Nghĩa là sau một khoảng thời gian rất là dài, chúng ta thì tăng được một xíu, nhưng mà nếu mà bài đẩy vai thì nó lại là một câu chuyện khác. Cho nên là xét về mặt chuyển động, xét về mặt tập luyện, xét về mặt cảm nhận cơ, nó đều rất là tốt. Tất cả những bài bay vai biết các thứ thì mình sẽ đều đánh giá nó ở cái hạng A. Nó không thể lên hạng S tại vì cái tính tăng tiến nó không ổn. Nó là một bài tập trải nghiệm tốt, nhưng mà cái dạng bài tập kiểu như vậy nó chỉ mang tính kép phụ thôi, nó là cái ở phía sau của bài tập, đúng không ạ? Nó không thể ngoi được lên cái hàng top đầu được, cho nên nó sẽ không thể lên được hàng S dựa trên cái tiêu chí đánh giá của mình. Thế thì chúng ta cũng phân loại nhỏ trong những cái bài bay vai này. Thì cái bài bay vai với dumbbell, với tạ đơn là cái bài bay vai mà chúng ta hay thường tập. Tuy nhiên thì nó có một cái nhược điểm, đấy là nó theo nguyên tắc cánh tay đòn thôi. Khi mà chúng ta lên đến đây, cánh tay đòn nó rất là dài và bài nó rất là nặng, đúng không ạ? Nhưng mà càng xuống dưới này thì nó sẽ càng nhẹ. Nói chung là nó sẽ tạo ra một cái kháng lực nó không được mượt, nghĩa là nó rất là khó ở đây, xong rồi nó nhẹ nhẹ dần đấy. Tập quen thì các bạn sẽ thấy ok thôi. Tuy nhiên thì với cable thì nó sẽ mượt hơn một tí. Cable thì nó dùng dòng dọc, thì cái kháng lực nó dùng dòng dọc như vậy thì cảm giác tập nó vẫn mượt. Nó vẫn sẽ có điểm nặng nhất và điểm nhẹ nhất. Cái điểm nặng nhất của nó ở đâu ấy thì là cái điểm bằng dây nó vuông góc với cái tay của bạn ấy. Thì bạn có thể điều chỉnh cái độ cao của cáp để bạn setup ra là bạn muốn nó khó nhất điểm này cũng được, muốn nó khó nhất điểm này, muốn nó khó nhất điểm này, điểm nào cũng được. Thì đấy là cái sự tùy chọn hơn của cable. Tuy nhiên thì cable nó có một cái nhược điểm, đấy là khó tập liền hai tay. Nhưng cái phiên bản cable tập hai tay này thì về mặt lý thuyết là cũng được, tuy nhiên thì nó hơi chiếm dụng máy. Còn nếu mà tập kiểu từng tay một để cho mọi người khác tập cùng thì nó lại hơi tốn thời gian. Nói chung là nó bị điểm trừ ở những cái xung quanh. Nhưng mà nếu mà xét trên góc độ gọi là đánh giá cá nhân thì cái bài tập về cable nó nên là hạng A cộng, nó nên được xếp trên cái bài bay với dumbbell. Nhưng mà xét về mặt bằng chung thì chúng nó chỉ được hạng A thôi, tại vì nó thiếu đi cái nhược điểm chết người. Mình có một cái nhược điểm chết người mình bảo, đấy là cái khả năng tăng tiến nó rất là khó. Ngoài ra thì mình cũng muốn bổ sung thêm một bài mình nói rất là nhiều, đấy là bài wide raise hay còn gọi là bài chabaray ấy. Cái bài đấy là một cái bài mà thực sự nó mới là cái bài nặng nhất tại điểm cơ co nhất, tại vì cơ vai của bạn co nhất tại cái điểm như thế này, đúng không ạ? Nhiều người cứ bảo là bài lateral raise nặng nhất tại điểm cơ co nhất, đây mới là một nửa đường thôi, như thế này mới là full đường, đúng không ạ? Thì cái bài wide raise đấy thì nó cũng cho cái cảm giác rất tuyệt vời tại cái điểm cơ co nhất. Tuy nhiên thì nhược điểm của nó thì vẫn như với dumbbell bình thường thôi, đấy là khi mà bạn lên đến trên cùng thì nó giá trị xuống đây thì nó sẽ nhạt nhạt nhạt. Thì tôi đã khắc phục bằng cách là chúng ta tập với cable, chúng ta cũng cầm hai cáp chúng ta kéo chéo lên này, thì như vậy là chúng ta sẽ xử lý xong vấn đề. Nghĩa là mình sẽ đánh giá cái chuyển động raise nó ở hạng A, nhưng mà nếu mà phân tích kỹ ra thì mình thấy rằng là hàng cable thì nó xứng đáng được A cộng hơn, tại vì nó cho bạn quyền chủ động, cái cảm giác tập nó mượt hơn, bạn có thể điều chỉnh được độ khó, độ nặng nhất của bài tập. Thì tất cả những cái đấy là những cái mà chúng ta sẽ cân nhắc khi mà chúng ta nói về cái bài raise. Và cái chuyển động cuối cùng của vai nó sẽ là một cái bài mà mình đánh giá là nó hạng ở giữa. Nghĩa là những cái bài đẩy thì nó là những cái bài to đầu buổi, những cái bài raise là những cái bài hạng ở kiểu cuối buổi, thì chúng ta sẽ có một cái dạng giữa, là một cái dạng nó lai lai giữa hai cái chuyển động này. Nghĩa là nó vẫn là chuyển động đa khớp, nó không quá lớn nhưng mà nó vẫn sẽ vào vai, nghĩa là cái xu hướng tập nó vẫn sẽ là siêu kiểu là đơn khớp ấy. Thì chúng ta có một bài rất là nổi tiếng, đấy là bài upright row. Upright row là cái bài mà chúng ta nâng lên như vậy, thì xét về mặt chuyển động nó là bài kéo, đúng không ạ? Nhưng mà cái chuyển động chính mà nó cần là cái việc mà xương cánh tay của bạn nó nâng sang ngang này, thì nó vẫn na ná với bài raise, đúng không ạ? Chuyển động nó na ná với bài raise, nhưng mà về mặt kéo thì nó sẽ là một bài đa khớp, và mức tạ các thứ thì nó cũng ở mức giữa, dễ tăng tiến hơn những cái bài bay vai bình thường và khó tăng tiến hơn những cái bài đẩy vai. Thì nó đúng là một cái hạng tầm trung trung ở giữa, dành cho những bạn nào kiểu dành cho một buổi để tập vai. Các bạn không biết là những cái hạng giữa bạn nên tập bài gì thì upright row nó là một lựa chọn rất là tốt. Thì upright row nó có một cái nhược điểm là các bài upright row chúng ta tập ở phòng phủi chẳng hạn, là chúng ta sẽ cầm với cái easy bar. Cái việc mà bạn cầm với easy bar như vậy thì cái tạ nó sẽ quặp cái tay bạn xuống, thì đây là chuyển động xoay trong, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta nâng vai lên, chúng ta nâng vai trong trạng thái xoay trong như này thì theo khoa học cổ điển, theo gọi là tập luyện cổ điển ấy, người ta sẽ bảo là nó sẽ tăng cái tỷ lệ va chạm ở phần vai của bạn, thì nó sẽ không tốt. Tuy nhiên thì khoa học mới hơn nói về cái phần này thì người ta bảo là nó không có quá nhiều cái mối liên hệ mật thiết. Thì theo khoa học hiện tại thì người ta bảo là tập bài này an toàn. Còn mình thì mình cũng khoa học thì hôm nay nó mất kiểu ấy, thì chúng ta vẫn sẽ chờ đợi những khoa học mới hơn. Tuy nhiên khoa học mới nhất thì bảo là cái bài này nó an toàn. Còn mình thì mình cân nhắc các bạn dựa trên những quan điểm cá nhân. Nghĩa là có những người tập thì thấy cấn cấn, có những người thì không, đúng không ạ? Mình thì lúc thì thấy cấn, lúc thì thấy không. Bây giờ thì mình không rồi, thì bạn có thể cân nhắc cái việc cầm cái easy bar bạn tập. Cái đấy thì nó mang tính cá nhân nhé, cứ tập và trải nghiệm, đừng có tập nặng quá để xem là mình có phù hợp với bài đấy không. Hoặc là bạn có thể thử sang một cái phiên bản nó dễ hơn, đấy là cái bài dùng cable.
Nghĩa là bây giờ bạn ra cái máy cáp, bạn cầm hai cái dây thừng bạn cầm này, là tập bài cable up row này, chuyển động nó vẫn tương tự và cái sự xoay trong nó ít hơn rất là nhiều. Và tập bài này đương nhiên là chắc chắn là cái cảm giác nó sẽ sướng hơn cái bài tập về easy bar rồi. Nói chung là xét về cái chuyển động up row này thì mình đánh giá nó ở hạng B. Tại vì những cái lùm xùm xung quanh, còn nếu mà xét về thuần túy mà chuyển động nó hoàn toàn xứng đáng ở hạng A, khả năng tăng tiến các thứ đều ổn. Tuy nhiên thì nó là bài mà không nhiều người tập lắm mà nó có thể gây ra cái cảm giác cần cấn nhất định, thế thì mình sẽ hạ nó xuống hạng B là an toàn. Riêng về tập vai thì mình sẽ phải chấm hơi khó một tí, tại vì trong tiêu chí của mình là mình muốn vào phần vai giữa ấy, cho nên là cái phần vai giữa thì nó lại nặng ở cái tính bất ổn định, để phần vai giữa nó tham gia nhiều hơn. Thế thì những cái bài tiêu chí đánh giá bình thường, những cái bài nào mà càng ổn định ấy, thì mình chấm điểm càng cao, tại vì cái cơ chủ vận nó dễ được tập. Tuy nhiên thì nhiệm vụ của phần vai nó sẽ có một cái đoạn quan trọng là nó giữ ổn định tay của bạn. Cho nên chính vì cái tiêu chí đấy thành ra là bạn thấy rằng là có rất ít bài hạng S, nhưng mà có một đống bài hạng A. Các bài hạng S là cái bài hội tụ đủ tất cả những cái mình cần. Bài seated barbell shoulder press ấy, thì tạ nặng, chuyển động dễ, cảm nhận dễ, tăng tiến tốt, thấy chưa? Bắt đầu setup các thứ nó rất là tuyệt vời. Còn lại tất cả những bài hạng A nó là một cái hàng dài như vậy, tại vì mỗi bài nó thiếu đi một tí, đúng không ạ? Cho nên là vì nó thiếu đi một tí như vậy để nó ngang hàng bài hạng S kia thì mình thấy nó không đành cho lắm. Và cái thứ hai đấy là cũng không có quá nhiều bài tập vai. Mình nghĩ rằng là nếu mình tìm đủ nhiều, mình sẽ kiểu khai quật được ra những cái bài đó rất là tệ để mình đút sang D ấy. Nhưng mà xét trên những cái bài mà mình gọi là cầm mắt và mình nghĩ ra một đống như vậy thì mình thấy rằng là không có bài nào tệ đến mức mà chúng ta phân cho hạng B cả. Và thậm chí là hạng B, hạng C mình up lên thì mình nghĩ sẽ có nhiều tranh cãi. Tại vì những cái bài mà mình phân cho hạng B, hạng C nó cũng đặc sệt dựa trên cái quan điểm cá nhân của mình. Vậy nên là nếu mà bạn có một cái quan điểm cá nhân về xếp hạng các bài tập vai của bạn thì bạn cứ comment ở phần bên dưới và chúng ta có thể trao đổi với nhau về quan điểm cá nhân của chúng ta. Đương nhiên là khi mà nói về những cái mang tính cá nhân như vậy thì rất là khó để rạch ròi giữa đúng và sai. Thì nếu bạn thấy video trên hữu ích, hãy like, share cũng như là theo dõi để có thể nhận thêm được những cái video clip kiểu như này nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.